Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin phòng chống COVID-19 của Đài Truyền hình Bạc Liêu. Thưa quý vị và các bạn, các nước châu Âu đang chứng kiến số ca nhiễm COVID-19 gia tăng nhanh trở lại khi đang vất vả để cân bằng giữa việc áp dụng các biện pháp hạn chế mới với nhu cầu phải vực dậy nền kinh tế. Trước tình hình này, nhiều nước đã đưa ra quy định đeo khẩu trang bắt buộc để ngăn chặn dịch bệnh. Ngày 27 tháng 8, Pháp thông báo đeo khẩu trang sẽ là quy định bắt buộc ở tất cả mọi địa điểm công cộng ở thủ đô Paris. Trong ngày 27 tháng 8, Pháp đã có thêm 5.400 ca nhiễm mới, trong tổng số hơn 26.000 ca nhiễm mới trên toàn châu lục. Giới chức Pháp cảnh báo không loại trừ khả năng áp đặt lại phong tỏa trở lại. Trong khi đó, theo dự báo, Đức cũng sẽ áp đặt các quy định nghiêm ngặt hơn liên quan đến việc đeo khẩu trang phòng dịch. Các sân vận động tiếp tục không được đón khán giả cho đến ít nhất cuối năm nay. Chuẩn bị cho việc trở lại trường học vào tuần tới, giới chức giáo dục Anh và Tây Ban Nha đều quy định học sinh sinh viên đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Ngày hôm qua, trong một cuộc họp trực tuyến, các nước thành viên diễn đàn vì sự tiến bộ Nam Mỹ Brochure đã nhất trí thành lập một ủy ban chung nhằm thảo luận các bước mở cửa trở lại biên giới trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 trong khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Ủy ban này sẽ bao gồm các quan chức phụ trách vấn đề di cư thuộc Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ của các nước Brochure và sẽ có 10 ngày để đưa ra các biện pháp mở cửa trở lại biên giới. Chile, với tư cách là chủ tịch luân phiên Brochure, đề xuất phương án những người muốn qua lại biên giới bắt buộc phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với virus SARS-CoV-2, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập một cơ chế phối hợp cụ thể. Nam Mỹ hiện đang là khu vực tâm dịch COVID-19 của thế giới với gần 7 triệu ca nhiễm và hơn 267.000 trường hợp tử vong. Hầu hết các đường biên giới trên đất liền tại các quốc gia Nam Mỹ đã đóng cửa trong nhiều tháng này. Ủy ban châu Âu hôm qua cho biết đã ký một thỏa thuận đại diện cho các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU với hãng dược phẩm liên doanh Anh Thụy Điển AstraZeneca nhằm cung cấp ít nhất 300 triệu liều vaccine tiềm năng của hãng này. Đây là hợp đồng đầu tiên EU ký với một hãng sản xuất vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Hợp đồng giữa EU và AstraZeneca cũng nhắc đến việc mua 100 triệu liều bổ sung để phân phát cho 27 quốc gia thành viên trên cơ sở dân số. Ngoài ra, EC cũng đang thương lượng sơ bộ với các hãng dược phẩm khác đang phát triển nhiều loại vaccine phòng COVID-19 tiềm năng. Theo EC, trên thế giới hiện có 7 loại vaccine đang được thử nghiệm ở giai đoạn 3, tức giai đoạn cuối trước khi được thương mại hóa. Trong số này, vaccine do Đại học Oxford và hãng dược phẩm AstraZeneca cùng nghiên cứu và phát triển được đánh giá có triển vọng nhất. Theo các chuyên gia y tế châu Âu, miễn dịch cộng đồng là điều xa vời. Chính vì vậy, điều chế vaccine chống COVID-19 chính là giải pháp hiệu quả nhất hiện nay. Dịch COVID-19 khiến toàn bộ rạp xiếc tại Argentina phải đóng cửa, đồng nghĩa với việc các diễn viên hề, diễn viên xiếc đều trong tình trạng thất nghiệp. Thế nhưng tại thủ đô Buenos Aires có một nhóm nhỏ các diễn viên vẫn đang ngày ngày thực hiện công việc mà họ yêu thích, đó là mang niềm vui tới cho các em nhỏ. Điều đặc biệt là những màn biểu diễn của họ giờ đây được thực hiện ngay trước cửa nhà của mỗi gia đình. Cứ chủ nhật hàng tuần, cô hề Isi Martin sẽ khoác lên mình bộ trang phục có màu sắc rực rỡ và hóa trang vui mắt để đến từng khu phố, mang tới niềm vui cho các em nhỏ phải ở nhà suốt thời gian dài vì đại dịch. Những đứa trẻ trở nên vui vẻ, hào hứng, giống như thể bạn tưới nước cho một cái cây và những chiếc lá sẽ xanh tươi trở lại. Nụ cười của chúng cũng khiến bạn cảm thấy vui vẻ, yêu đời theo. Ngoài các màn biểu diễn hài hước, các diễn viên hề còn biết làm xiếc, biểu diễn ảo thuật, hát mừng sinh nhật hay bày cho các em rất nhiều trò chơi thú vị. Chúng tôi mang niềm vui tới cho các em nhỏ đang phải ở nhà vì đại dịch. Chúng tôi muốn giúp đỡ các em cùng gia đình vượt qua thời gian khó khăn này. Để đảm bảo an toàn, những diễn viên này luôn tuân thủ quy định giãn cách xã hội cũng như thực hiện các biện pháp phòng dịch. Chúng tôi phải thực hiện đủ các quy trình vệ sinh và vẫn giữ khoảng cách an toàn với các em khi biểu diễn. Những màn biểu diễn cho các em cảm giác được xem ở một sân khấu thực sự chứ không phải xem tạm trước cửa nhà. Argentina hiện là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 tại khu vực Mỹ Latin. Hiện nước này có hơn 370.000 ca nhiễm bệnh, trong đó có gần 8.000 ca tử vong. Dịch COVID-19 tác động nặng nề đến thị trường lao động của nước ta, đặc biệt là các thành phố lớn. Tại quận Bình Tân, nơi có số lượng công nhân lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, hiện có 8 doanh nghiệp cắt giảm 1.200 lao động, hàng ngàn lao động khác phải nghỉ không lương. Trước thực trạng này, thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh các hoạt động chăm lo hỗ trợ để người lao động yên tâm sản xuất. Những công nhân có hoàn cảnh khó khăn này đang nhận những phần quà từ Liên đoàn Lao động địa phương. Vượt lên giá trị vật chất, hoạt động này còn thể hiện sự bảo vệ, hỗ trợ của tổ chức luôn ở bên cạnh họ trong thời điểm khó khăn. Nhờ sự kết nối của công đoàn cơ sở, doanh nghiệp và người lao động đã có sự chia sẻ, thấu hiểu lẫn nhau, để từ đó cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.
Tuần chỉ làm khoảng từ 4 đến 5 ngày, thì thường là nghỉ thứ 6, thứ 7. Thì cái ngày thứ 6, thứ 7 đó thì tụi em được phía công ty sẽ hỗ trợ 50% cái lương tối thiểu vùng. Đồng thời phía công đoàn của công ty cũng có hỗ trợ gạo để cho anh chị em công nhân mình trang trải cái cuộc sống trong những cái ngày mà không có lương. Công nhân tụi em thì rất là vui và hạnh phúc về sự hỗ trợ của phía công đoàn. Có những công ty có thể là cho công nhân nghỉ việc trắng luôn vậy đó, còn mình ở đây giữ lại công nhân đó là một cái phần hạnh phúc của mình rồi, mình cố gắng mình thuyết phục công nhân như vậy. Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh có 350.000 công nhân, thì có đến hơn 70% trong số đó là lao động nhập cư. Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ trước mắt, quận cũng đã có nhiều giải pháp hỗ trợ chiều sâu cho công nhân, như vận động doanh nghiệp giảm cho lao động nghỉ việc ở mức thấp nhất, hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho công nhân nghỉ việc, xin miễn giảm tiền trọ cho công nhân ngoài tỉnh và là cầu nối của các mạnh thường quân. Trong trường hợp mà xấu nhất, nếu mà doanh nghiệp phải là có nghĩa là chấm dứt hợp đồng với công nhân lao động do ảnh hưởng Covid, thì tổ chức công đoàn phải hơn ai hết phải đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động để mà doanh nghiệp chăm lo đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động. Ngoài ra thì tổ chức công đoàn quận cũng đã kiến nghị với lại thành phố và quận cùng phối hợp với các đơn vị liên quan để mà chúng ta tìm những cái doanh nghiệp mà có nhu cầu tuyển dụng để mà giới thiệu việc làm cho người lao động. Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh cho biết năm nay sẽ có kế hoạch chăm lo Tết cho công nhân sớm hơn, trong đó tập trung hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do Covid-19. Ngoài ra còn tăng cường hỗ trợ cho các lao động nữ mang thai bị nghỉ việc từ tháng 9 trở đi. Sự đồng hành này không chỉ giúp người lao động an tâm sản xuất mà còn chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, góp phần ổn định trật tự xã hội. Trong cuộc họp về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 diễn ra vào chiều 27 tháng 8 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Y tế cho biết nguy cơ xuất hiện dịch bệnh trong cộng đồng là thường trực. Do vậy, các cấp, các ngành, các địa phương luôn chủ động quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới. Với khoảng 60% các trường hợp bệnh là không có triệu chứng, nên vẫn có khả năng dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng khi vẫn còn tình trạng chủ quan lơ là ở các cơ quan, công sở, xí nghiệp, người dân. Đối với chấp hành quy định phòng chống dịch như không đeo khẩu trang khi ra ngoài, tập trung đông người, không đảm bảo khoảng cách khi tiếp xúc. Ngoài ra, trong thời gian tới, với thời tiết là mùa đông xuân là điều kiện thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp, nên nguy cơ mắc các bệnh sẽ tăng cao. Trong giai đoạn hiện nay rất khó để áp dụng các biện pháp chống dịch ở mức cao như giai đoạn trước. Thách thức lớn nhất là tâm lý lơ là chủ quan của người dân trong việc thực hiện các hoạt động phòng chống dịch. Do vậy, các cấp, các ngành, các địa phương luôn chủ động quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới, chuẩn bị đầy đủ các kịch bản có thể xảy ra của dịch bệnh, phải xác định các ca bệnh được phát hiện không phải của riêng địa phương nào để sẵn sàng ứng phó. Khi phát hiện trường hợp mắc bệnh cần triển khai nhanh, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch thì dịch bệnh sẽ nhanh chóng được khống chế, kiểm soát, không để lây lan rộng ra cộng đồng. Chiều 28 tháng 8 tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Thành Trung chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bạc Liêu nhằm chuẩn bị cơ sở vật chất tiếp nhận công dân về từ nước ngoài thực hiện cách ly, nắm lại tình hình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, nhận định diễn biến trong thời gian tới khi mà dự kiến có một số sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Bạc Liêu đã có 4 đợt tiếp nhận công dân từ nước ngoài về và thực hiện cách ly tập trung với hơn 900 người. Tỉnh cũng đang chuẩn bị tiếp nhận đợt thứ 5 với 170 công dân về từ Macau. Dự kiến chuyến bay sẽ hạ cánh tại sân bay Cần Thơ vào lúc 13 giờ 35 phút ngày 30 tháng 8 năm 2020. Để chuẩn bị cơ sở vật chất tiếp nhận 170 công dân về từ Macau, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đang tiến hành làm vệ sinh khu vực cách ly, đồng thời phối hợp với một số sở ngành chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Thành Trung đề nghị phải hết sức thận trọng để tránh bị nhiễm chéo đối với lực lượng làm nhiệm vụ, nhất là công an, bộ đội. Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh tính toán lại kỹ càng để có thể chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 về bệnh viện chuyên khoa lao điều trị hay không, phải tính toán lại tất cả các điều kiện an toàn. Về khu cách ly tập trung của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Thành Trung đề nghị lực lượng làm nhiệm vụ phải thường xuyên nhắc nhở những người đang cách ly tuân thủ các quy định ở nơi này. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng hết sức lo ngại đối với những người nước ngoài vào tỉnh, tuy nhiên tỉnh chỉ ưu tiên những chuyên gia của các dự án điện gió, điện khí và khi vào tỉnh phải thực hiện cách ly theo quy định. Công an phải theo dõi chặt chẽ những người từ nước ngoài về và người dùng dịch về. Về ngày khai giảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Thành Trung đề nghị phải thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch. Các lực lượng có liên quan phải chuẩn bị sẵn sàng các phương án để tiếp tục đón tiếp công dân từ nước ngoài về, không để bị động. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động mọi người cùng cài đặt ứng dụng Bluezone, ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần.
Tính đến ngày 26 tháng 8 năm 2020, Bạc Liêu đã có 72.138 lượt cài đặt ứng dụng Bluezone phòng chống dịch COVID-19, tăng gần 1.000 lượt so với ngày trước đó. Theo đó, thành phố Bạc Liêu có lượt cài đặt cao nhất với gần 24.500 lượt, kế đến là thị xã Gia Rai 11.681 lượt, huyện Đông Hải và huyện Hòa Bình mỗi huyện có khoảng 8.000 lượt, huyện Phước Long 6.916 lượt, huyện Vĩnh Lợi 6.536 lượt và huyện Hồng Dân gần 6.160 lượt. Trong tháng 8 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh đã ban hành 2 công văn chỉ đạo các sở ban ngành địa phương tuyên truyền vận động cán bộ và người dân cài đặt Bluezone để phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời đề nghị doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ gửi tin nhắn SMS đến các thuê bao trong nội mạng do đơn vị quản lý để tuyên truyền cài đặt Bluezone. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin phòng chống COVID-19 của Đài Truyền hình Bạc Liêu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.